bạn muốn mua tivi đến điện máy xanh, còn bạn muốn mua robot giá rẻ, ok hãy truy cập vào shop tiengrob.com. Tại đây robot cực kỳ giá rẻ và uy tín và chất lượng nhé anh em, nhớ ủng hộ shop nha. Hello, xin chào tất cả bạn ha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình là đi đây, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục qua tựa game Kim Bích này ha. Tiếp tục nhầm rồi, thì lần này mình sẽ review cho các bạn hai cây kiếm mới, nói chung là kiếm cực dễ luôn nha bạn. Trong tựa game Kim Bích này nè, là các bạn chỉ cần tiêu diệt boss là sẽ rớt tiền luôn á. Nói chung là tỷ lệ mình cũng không biết là bao nhiêu nha bạn. Từ từ giờ mình sẽ đi qua bên này cho bạn coi luôn nha. Đây, đi qua bên cái đảo mới nè, bên cái này là bên tân thế giới mới được nha bạn. Thì admin ghi là tới 3 cây kiếm mới rồi các bạn, nhưng mà mình không có biết cây thứ ba là cây gì á, kiểu vậy. Tại vì bên đảo này nè có 3 con boss. Từ từ để mình qua luôn rồi mình nói cho bạn ha. Thì đây là tân thế giới nha bạn, dành cho các bạn nào mà qua được tân thế giới thôi, còn các bạn nào mà chưa qua được á thì hơi khó để lấy được, tại vì không có đủ cấp để qua các bạn, kiểu vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới cái đảo này nha. Đây nè, cái đảo này mình nghĩ là đảo sa mạc các bạn. Rồi đi tới thôi. Ui xa phết. Thật sự như mình nói cái gì á, mình nghe tiếng gì á ta. Ồ hết hồn. Mình nghe cái tiếng gì á. Xa giải luôn các bạn. Khổ thật sự. Rồi, tại mình tân thế giới, như bên tân thế giới là đại hải trình đúng không ta? Ừ, vậy map sa mạc bên này cũng ổn nha bạn, tại vì đảo cũ đã có map sa mạc rồi mà. Bên này còn có thêm map sa mạc nữa. Mà map sa mạc bên kia hình như là đánh rock của đai các bạn, còn map sa mạc bên này là toàn những con boss thời Ai Cập các bạn. Pharaoh các kiểu gì đó, kiểu vậy. Rồi bây giờ mình qua cho bạn coi mấy con boss ha. Đó thì các bạn có thể thấy mình đang cầm trên tay là cây rìu của Nasus nha bạn. Thì bạn nào chơi game Liên Minh thì sẽ biết, trong Liên Minh sẽ có một con Nasus y chang luôn các bạn. Cái cây búa y chang luôn, mình nói thiệt Liên Minh. Ở game admin có khi chơi Liên Minh đó các bạn. Cái cây búa này bạn nhìn nè, các bạn nào chơi Liên Minh nó biết y chang Nasus trong Liên Minh luôn, cây búa nè. Từ cái hình dáng luôn nha các bạn. Đó, kể cả con boss luôn các bạn. Từ vô mình đầu con boss rồi. Đây nè, con boss đầu tiên các bạn đánh đây nha. Đó con này nè, con bự bự đây nè các bạn. Đó, con bự chụp bá đây nè. Đó bạn thấy chưa. Ui đó, trong y chang luôn các bạn, y chang luôn, có đeo mặt nạ luôn nè. Đó thì các bạn thấy con boss này không, nó có cầm cái cây nè bạn thấy chưa. Đó cái cây nè, nói chung là mấy bạn đánh những con boss mà nó có cầm cây kiếm đó thì các bạn may ra có thể rớt được, lấy được cây kiếm đó. Đó giống như con này nè bạn thấy không. Đó đánh thì rớt được cây kiếm rất là cao luôn á nha các bạn. Nhưng mình không biết nếu mà con như vật này mà là con là cún á bạn, chó á, tại trong phim trong Liên Minh cũng là chó mà bạn, kiểu vậy đó. Nếu mà chuẩn cỡ bạc nạ ra là chó là chuẩn luôn, na sến luôn các bạn. Đó thấy không, rất là cao luôn nha, rất là bự luôn á, bự hơn mình gấp mấy luôn á. Đó thì các bạn tiêu diệt con này á sẽ rớt được cái cây này bạn, đó cây quyền trượng này các bạn. Đó các bạn sẽ rớt được cây búa hay cây trượng gì đó, mình không biết gọi nữa, kiểu vậy. Nhưng mà mình không biết tỷ lệ phần trăm mà rớt bao nhiêu nha. Đó thì mình đánh con này như mình đánh cỡ 10 con các bạn, 10 con là sẽ rớt, nên mình nghĩ là con này chắc cũng phần trăm cũng cao các bạn. 10 con rớt rồi mình nghĩ phần trăm cũng khá là cao. Rồi bây giờ mình sẽ review ngay tại chỗ con này luôn nha bạn. Thì chiêu đầu tiên, chiêu Z nè, đầu tiên là cái tướng cầm trước nha. Đó bạn thấy không, cái tướng cầm là gác trên vai nha bạn. Đó, gác trên vai nguyên cái rìu luôn nè. Ồ, nhìn ngầu lôi liền. Rồi và chiêu Z nha. Chiêu Z mình giữ nữa bạn, đó là dơ vậy nè, xong đập xuống. Y chang ma sết. Không khác thì cũng bữa xuống đây các bạn nè. Đó thấy không, bữa rất là rộng nha bạn, bữa rất là to luôn á. Wow, đây đó, bữa rất là bự luôn đó. Đó là chiêu Z nha bạn. Đây để mình giữ đây lần nữa nha. Đó rồi phải tới chiêu X nha. Đây chiêu X nè, chiêu X là sẽ triệu hồi ra một cái dòng các bạn. Đây các bạn nhìn nha, mình chỉ đây nha. Đó thấy không, sẽ triệu hồi ra một cái dòng xong rồi đánh rầm xuống một phát uống ngầu luôn á. Chiêu này kiểu chất thật sự các bạn, god các bạn, tại Nasus là thần các bạn, trong Ai Cập hình như là thần thần sứ giả, thần ở dưới địa ngục các bạn. Đó là hình vậy đó. Đây Z nè, để mình nhìn lên trời có gì không. Ủa trên trời không có gì nha các bạn, không có gì hiện ra luôn, là chắc từ trên trời đánh thẳng xuống á, không có gì hiện ra luôn, đánh thẳng xuống luôn. Cái gì đây, à con mèo hả, con mèo nhớ bạn, con mèo tưởng cái gì, nhấn được không, làm được gì không, không được luôn. Đó thì đây là cái cây đầu tiên, thì các bạn đánh con boss này sẽ rớt nha. Và tiếp tục cái cây thứ hai, cái gì đây, à cái quần mình tưởng nó bị lỗi nữa bạn. Rồi
Giờ mình sẽ qua cái con boss thứ hai nha. Đây con boss thứ hai nó sẽ nằm bên này nữa mày. Đó. Đây là con boss thứ hai nha. Hình như con Nasus này là xài chiêu của cây búa nè các bạn, nên nên các bạn cũng dễ 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 biết được chiêu cây búa. Còn con bên này đó mày, nhân vật này là xài cái chiêu lửa nha mày. Xài lửa Mera đó. Mà lửa lửa mới mới mới. Ủa cái gì? À, cái lửa mới luôn nha bạn. Nên cực mạnh luôn. Ủa có mèo ngay dai nè. Có hình mèo ngay đây nè. Đó mày thấy không nè, các bạn nhớ nhìn xung quanh nha, nhìn xung quanh của con boss á, mấy bạn có biết là rớt cái gì đó các bạn thấy không? Con boss này nè. Đó, nó rớt ra nó có cái kiếm nè bạn thấy không? Ở cái này phải cái kiếm nữa này gọi là dao. Đó bạn thấy không? Cái này sẽ rớt một cái dao nè, đó khi mấy bạn tiêu diệt con boss này nó sẽ rớt ra cái dao. Thì cái dao này mình thấy cũng cũng giống giống cái con bên này đó bạn, ra cũng dễ lắm. Đánh cũng cỡ kiểu cỡ chục con là rớt rồi bạn ơi. Nói chung là tùy mấy bạn nhân phẩm thôi, kiểu vậy. Có bạn đánh một con là ra luôn, có bạn đánh thì hơn 10 con kiểu vậy. Hên xui thôi. Nhưng mà tỷ lệ ra cũng khá cao nha bạn. Đó là cây thứ hai nha. Giờ cây thứ hai mình lấy ra cho bạn coi nè. Ủa, nằm đây nè. Đây, cây thứ hai nó tên là đó, Adventure, Adventure Kena nha bạn. Đây, đó. Thì các bạn thấy hình dáng của cây con dao nha. Đó phải không? Nhỏ xíu xíu. Ui, tính ra cái cây cây này phải phóng ra thì may ra nó sẽ ngon nha bạn. Tại vì cái tầm đánh của nó quá là ngắn luôn á, bạn không? Đó. Cái tầm đánh. Các bạn nhìn cái tầm đánh nè. Ui, ui nhìn ngầu vậy. Ui. Ui. Ui, khi đánh là ui. Phải ngầu ghê. Ui, từ từ mình để lâu coi con dao nó có tự quay không nhớ bạn. Ui. Con dao này là sẽ tự cái âu ra tự nó quay ra sao, quay ra trước luôn nha bạn, nhìn ngầu vậy. Ui, ui đỉnh nha. Nhưng mà cái tầm đánh cái tầm đánh con cái dao này quá ít các bạn. Quá là thấp á, quá là ngắn á. Đó. Nên mình nghĩ là BK cũng khó đó bạn ơi. Chắc chỉ có chiêu thôi, mình nghĩ dao này phóng ra mới ngon mày ơi, kiểu vậy, phóng 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 ra phi dao á ngon hơn. Rồi mình thử chiêu Z nha. Wow. À. Ui, vậy là cái chiêu Z này nó cũng giống như mấy cái chiêu cái kiếm khác các bạn, giống như cái kiếm của cái gì? Của Oden đó bạn, cũng chém y chang luôn, Yoru hình như cũng chém y chang luôn các bạn, cũng chém liên tục vậy á. Đó mày không? Cũng sạc 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 liên tục luôn. Đó. Sặc sặc liên tục vậy luôn, y chang là không khác hết á. Đó là chiêu dép nha. Ui bây giờ cầm ra sao rồi, nhìn ngầu thiệt chứ. Cầm ra sao nhìn ngầu hơn cầm lần trước nha bạn, có hiểu không? Nhìn cái tướng cầm lần trước nhìn nó bự quá. Nhìn cầm ra sao nhìn nó ngầu hơn nó, hiểu không? Nhìn giống assassin đó mày. Đây chiêu dép nha, đó bạn thấy ha. Thấy chưa? Đó. Là nó sẽ như vậy. Rồi tiếp theo. Cái chiêu ít nha bạn, giờ thử tới chiêu ít nha. Cái gì bên slash nè, làm gì đây? Ui, làm gì vậy? Ồ, là gì? Này là sẽ sặc ra một cái đường lửa nha bạn. Đó, chém ra cái đường lửa á. Đây đây đây. Đó, cái này không có tới vòng tròn nha bạn, không có vòng tròn lắm, hình như nửa vòng tròn nè. Hơn nửa vòng tròn tí. À đúng rồi bạn ơi, hơn nửa vòng tròn tí à, không có tới vòng tròn. Đó, đây là chiêu 2 nha. Mình thấy cái cây này nó cũng không có ngon hơn cái cây của Nasus nha bạn. Đó, cây Nasus mình thấy vẫn ngon hơn. Tại vì cây của Nasus có thể đánh từ xa nữa bạn. Ngon hơn nhiều là cây này. Đó, ui. Ủa cái gì vậy? Ôi. Ôi cái chiêu cái ô chết flame đẹp vậy. Ô đốt luôn kìa. Ui. Ô tha 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 thôi 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 chỗ đốt luôn kìa. Ui vãi chết flame giờ đẹp dữ vậy ta. Ui, cái gì mà dí dài như vậy? Ui quăng xa chứ vậy. Ui chết flame giờ đẹp quá ta. Được á. Wow. Ui giờ có đốt máu luôn kìa bạn, đau á nha. Vẫn còn dí luôn kìa. Ui. Thôi anh thôi 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 chỗ dí da dữ hả, chỗ nó còn đi tới nữa kìa. Ui thôi hết chết rồi, sai rồi sai rồi sai rồi, sao dí da dữ vậy, xin bám giờ chưa. Ui con boss này dí da ghê luôn á, nguy hiểm quá. Rồi và cái cây kiếm thứ ba như mình nói với bạn là mình không có biết nó nằm ở đâu luôn á, tại vì đây là con boss cuối cùng nữa bạn. Đó con boss cuối cùng nó sẽ nằm đây nha. Đó các bạn thấy không nè, Pharaoh ông nè các bạn. Mời các bạn nhìn xung quanh nè. Đó không có treo một cái kiếm hay là một cái mặt hay cái gì luôn các bạn. Mà admin ghi là ba cây kiếm mới mà đúng không? Không lẽ đánh rơi cái mặt nạ được, không thể nào. Với lại mình cũng thử đánh các bạn, mình đánh hơn cả chục con luôn, mình đánh hai mấy ba chục con luôn á, nó không ra con boss á, lộn nó không ra một cái gì luôn. Kiểu vậy. Đó nên mình nghĩ con này là đánh chỉ farm cấp thôi bạn, không có được gì đó, chỉ có hai con kia là được thôi. Còn cái kiếm thứ ba thì mình hiện tại là chưa biết nha bạn, còn bạn nào mà biết rồi á thì comment bên dưới thì mình biết nha bạn. Rồi. Thì chắc mình sẽ kết thúc clip đây nha. Mình đã review cho các bạn cách lấy hai cây kiếm này cực kỳ dễ dàng luôn nha các bạn. Các bạn chỉ cần đứng đánh liên tục là xong rồi, hai con này cũng dễ đánh lắm.
Rồi thì chắc mình kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like và subscribe với mình để mình có động lực làm những clip hay hơn nữa ha. Đó, còn bây giờ thì bye bye.